Vậy nếu như một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định, thì lúc này chúng ta phải đánh giá, phải ghi nhận cái tài sản nó như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ xem xét trên ba khía cạnh, căn cứ luôn vào cái bảng cân đối kế toán. Chúng ta sẽ đánh giá về nguyên giá, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại trên sổ kế toán. Nguyên giá tài sản cố định. Các bạn hãy hình dung rằng là một cái tài sản cố định, khi mà chúng ta đưa vào sử dụng, chúng ta sử dụng cái tài sản đó, thì tất cả những cái chi phí, những cái khoản tiền, những cái khoản phát sinh mà nó tạo nên cái tài sản cố định đấy, chúng ta đều được ghi nhận vào nguyên giá. Nhưng mà những cái chi phí này là phải thực sự phát sinh và thực sự tạo nên nguyên giá. Hay nói đúng hơn, cái việc mà một chi phí được ghi nhận vào nguyên giá tài sản cố định có nghĩa là nó góp phần vào cái việc mà đưa cái tài sản đấy vào trạng thái sẵn sàng sử dụng hiện tại, tại thời điểm hiện tại. Có nghĩa là tất cả những chi phí từ khi bắt đầu phát sinh thực tế cho đến lúc mà tài sản đấy sẵn sàng sử dụng thì được đưa vào nguyên giá. Vậy thì cái việc mà xác định những chi phí nào được đưa vào nguyên giá, chi phí nào không được đưa vào nguyên giá, thì thực sự sẽ có rất là nhiều điều kiện và các bạn phải từ từ tìm hiểu. Các bạn không thể nắm bắt ngay lập tức được khi chúng ta đang học một cách tổng quát như thế này. Và tùy từng trường hợp, tùy từng hình thức, chúng ta sẽ xác định được lần lượt các cái chi phí được đưa vào nguyên giá tài sản cố định. Nguyên giá tài sản cố định đứng trên góc độ là tài sản cố định hữu hình hay tài sản cố định vô hình, chúng ta đều có thể xác định được dựa vào cái nguồn hình thành. Có nghĩa là chúng ta xem xét được tài sản của chúng ta được hình thành như thế nào, thì căn cứ vào đấy chúng ta sẽ đi xác định cái nguyên giá tương ứng. Những cái trường hợp mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây đó là mua sắm. Mua sắm thì có thể là chúng ta mua tài sản cố định trả ngay, hoặc là trả chậm, hoặc trả góp. Chúng ta cũng có thể trao đổi tài sản cố định cho doanh nghiệp này cho doanh nghiệp khác, hoặc là chúng ta cũng có thể tự tạo ra bằng cách xây dựng. Chúng ta có thể triển khai để nghiên cứu, hoặc là những cái trường hợp như là chúng ta được biếu tặng, được tài trợ, được cấp trên đưa về, hoặc là chúng ta có thể nhận góp vốn bằng tài sản cố định. Thì tùy thuộc vào cái nguồn hình thành, chúng ta sẽ có những cái cách để xác định nguyên giá tài sản cố định tương ứng. Và đối với tài sản cố định vô hình thì sẽ có một số trường hợp đặc biệt hơn. Ví dụ như trường hợp tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất gắn liền với đất đai, nhà cửa được xây dựng trên đấy chẳng hạn, hoặc là những cái trường hợp đặc biệt triển khai, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu để xác định nguyên giá tài sản cố định một cách là chính xác và đáng tin cậy. Các bạn hãy lưu ý với tôi rằng là thực ra khi mà chúng ta học về tài sản cố định, thì các bạn sẽ thường có một cái tâm thế, tôi không không chắc chắn được là tất cả các bạn ngồi đây đều có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái khi mà ngày xưa khi mà chúng tôi học thì chúng tôi thường cảm thấy rằng là cái việc mà học tài sản cố định rất là khó, bởi vì nó có nhiều cái vấn đề nó cảm thấy quá phức tạp. Nhưng thực ra để các bạn có thể sẵn sàng cho cái việc là công việc sau này, thì các bạn hãy yên tâm một điều rằng là hầu như tất cả các cái bạn làm kế toán tài sản cố định thì đều nhận thấy rằng là học thì rất là khó, nhưng đi làm thì nó lại không phải là quá mức như thế. Vì thực ra như thế nào, tài sản cố định thì nó đã có những cái cách thức, những cái điều kiện để chúng ta ghi nhận rồi. Cả một năm thì doanh nghiệp, thông thường doanh nghiệp sẽ có rất ít cái nghiệp vụ phát sinh tăng giảm tài sản cố định tương ứng so với nguyên vật liệu, so với những cái nghiệp vụ khác, thì nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định diễn ra rất là ít. Và hầu như chúng ta cũng có một số công cụ đắc lực của phần mềm kế toán để hỗ trợ, nên cái việc mà kế toán tài sản cố định nó không phải là quá khó khăn. Điều cơ bản là chúng ta nắm bắt được cái bản chất, cái căn nguyên để chúng ta có thể hiểu được cái công việc sau này. Khi tìm hiểu tài sản cố định hình thành do mua sắm thì các bạn hãy nhớ cho tôi rằng là cái hình thức trả ngay, trả chậm hay trả góp thì nguyên giá tài sản cố định tương tự nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ được xác định theo giá mua trả ngay. Và nghĩa là nguyên giá sẽ xác định bằng giá thực tế mua trả ngay cộng với những khoản thuế không được hoàn lại và những cái chi phí liên quan. Những chi phí này có thể là chi phí vận hành, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ, chi phí chạy thử, vân vân, để đưa cái tài sản đấy đến cái tình trạng là sẵn sàng sử dụng.
Và tương tự đối với cái trường hợp trao đổi thì chúng ta sẽ có hai cái khả năng, đó chính là trường hợp trao đổi không tương tự và trường hợp trao đổi tương tự. Thì khi mà trao đổi không tương tự có nghĩa là cái giá trị hợp lý của tài sản, giá trị hợp lý được đánh giá của tài sản nhận về so với cái giá trị còn lại của tài sản đem đi trao đổi có cái sự chênh lệch. Lúc này chúng ta sẽ xác định nguyên giá của tài sản chúng ta nhận về, đó chính là giá trị hợp lý cộng các khoản thuế không được hoàn lại cộng với chi phí liên quan. Thì các bạn có thể dễ dàng hiểu ngay đấy, rằng là lúc này cái giá trị hợp lý chính là cái tương ứng với cái trường hợp mà mua ngoài, đó chính là cái giá trị mua trả ngay. Và trường hợp trao đổi tương tự thì giá trị tài sản ghi nhận sẽ là giá trị còn lại của tài sản đem đi trao đổi.